Good evening. I see you have a good weekend. Good morning. I see our mom. How are you? How are you today? Good. You working tomorrow? Not sure. What do you mean you're not sure? My shirt. Oh. See you. Have a good weekend. You work tomorrow? No? Not working tomorrow. No. Never our time. Các bạn, hôm nay là trời nắng đẹp nè, thứ sáu là mình đi làm về sớm mà trời nó còn nắng, sáng là mình đi quay cảnh quan cho các bạn xem luôn. Ở gần hãng của mình, ở xung quanh đây là hãng nhiều lắm đó, các bạn thấy không? Những cái nhà mà nó dài vậy nè, thì những nhà kiểu nhà hãng xưởng. Ở đây thì đường khá là chật nè, hãng xưởng không có cái bãi đậu xe như hãng mình. Họ đậu xe ở ngoài đường luôn. Ở bên trái cũng có cái chỗ đậu xe. Đi thẳng ra là cái đường ra, bây giờ mình cua vô trong này một vòng cho các bạn xem ha. Đây nè, có cái garage sao? Điểm gì đúng rồi, service xe nè. Xe đậu hai bên đường. À chỗ này có nhiều cái garage sửa xe quá. Đi thẳng con đường này phía trước kia là hãng của mình đó, ủ thẳng vô luôn ngã ba nè, ủ thẳng tới là cái hãng của mình đó các bạn. Hãng của mình thì người ít á, nè dọc ra chỗ đây nè mấy cái cơ sở người ta làm. Hãng của mình thì người cũng ít, chỗ này cũng có maintenance service nữa, đóng tủ bàn ghế, người ít trong khoảng tính ra chủ rồi luôn khoảng 20 người vậy. Xe đậu lề đường. Dùng hãng xưởng thì thì các bạn thấy nó cũng cồng kềnh rồi đó, nó không có gọn gàng như cái chỗ khu vực mà dân người ta sống nhiều. Hãng xưởng thì hiểu rồi, hãng nào nó cũng bề bộn hết. Xe đậu dọc không. Bây giờ mình đi tìm cái con đường đó, là mình khai thác một con đường mới. Mình chạy hôm nay về có hai tiếng đồng hồ. 2 tiếng rưỡi ha. 2 tiếng rưỡi mình đi về, mình đi tìm khai thác một con đường mới, coi thử cái cảnh quan ở các con đường khác nó ra làm sao ha, coi thử nó đẹp không, thấy cái gì đẹp mà mình quay cho các bạn xem. Sửa nhà nha này.
chạy xuống đây bắt đầu thấy lẹ lẹ rồi nha. Đi qua luôn mà mình không biết ra. Đi đường đây nó thẳng luôn gì nữa ta. À nhớ rồi, mình biết rồi, mình nhớ rồi. Chạy lùi mà nó đi được. À vậy là cái đường này nó nhanh hơn cái đường mình không kia nữa. Vậy là mình nay mình đi đường này tốt hơn. Đường này cũng về ngay cái Corporate City Hall. Ở phía trước là cái nhà tù. Cái đây cái thành đá bên trái này các bạn. Đó, thành cái nhà tù ngày xưa đó. Mình nghe nói thôi, không biết có phải hay không, chính xác không. Nhưng bây giờ là họ trở thành nó giống như một cái di tích rồi. À, cái vách thành thôi, còn ở trong họ cải tạo, họ xây chung cư hay xây nhà thay đồ cho dân ở rồi không. Nhà mới đó. Đường rồi có đường bê tông rồi họ cũng sửa lại mới, cái đường bê tông nó trắng sáng. Cây thì cũ rồi. Có nhiều mẫu nhà nó cũ cũ, nhà nó gạch đỏ 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 đó. Ôi chỗ này đẹp. Dạo vòng nữa các bạn ơi, dạo vòng như thế này. Cái này họ xây nhà nó giống cái kiểu một có một số dãy nó giống như townhouse. Nhà đang xây cất nữa đó. Đó bên này họ xây một cái sườn gỗ đó các bạn thấy không? Sau khi xong rồi đó, họ mới xây cái lớp gạch ở bên ngoài. Cho nên ở bên trong đó có thể thay đổi cái kết cấu sườn gỗ đó, có thể thay đổi được. Tháo ra, gỡ ra họ đóng lại, đóng gỗ lại rồi thiết kế phòng ốc khác lại. Nó hay chỗ đó, đó, nhiều khi ở Việt Nam mình chỉ có vách tường và bê tông thôi thì giống như nó cố định luôn, không thể nào thay đổi được. Như mình xây phòng rồi đó, y chang thôi. Còn bên này đó họ có thể thay đổi phòng, nới rộng phòng ra. Wow, dưới này cái dốc sâu quá vậy, xuống được không? Ờ, mình chạy lùi xuống đi. Trời, wow, chút nữa xem xe chạy lên, dốc kinh như vậy. Trời ơi. Dốc này xe mà xe 1.5 chạy không nổi đó. Wow, cắm đầu luôn. Ô dưới này nhà gỗ cũng nhiều đó, xe chạy cắm đầu luôn đó. Phía trước là đường xe lửa, mình quen là cứ thấy chiếc xe đó. Trời ơi, cọ luôn. Dốc mà cái đuôi xe mình nó cọ luôn. Nó một nhà gỗ kìa các bạn, thấy không? Tróc sơn rồi đó. Sơn lâu ngày thì nó tróc này. Gỗ mà. Kia nữa này, đó nhà gỗ đó. Ôi các bạn thấy cái dốc là kinh vô. Bây giờ mình rướn cái đầu lên. Ok, go. Xe mình xe 6 máy.
lên dốc. Wow, trời ơi. Dốc kinh nghiệm. Dốc là hơn lên, lên đèo lên núi luôn á. Ê, nhà gỗ không, chỗ đây nhà gỗ. Thôi, qua cái dốc à. Ở chỗ này đây cũng có nhiều cái nhà có thể là họ cũ quá rồi, bỏ rồi, xây lại cái nhiều cái nhà mới. Mẫu mới đẹp lắm các bạn. Bên này có nhiều. Ôi, nhiều giống như biệt thự luôn thấy không? Nhà bự luôn. À, tức là cái vùng này nó có nhiều nhà nó cũ lắm. Bên cạnh cái nhà cũ đó mà họ build lại những cái nhà mới, mẫu mới này đó. Nên nhìn cái mẫu nhà mới, nhà cũ biết liền à. Chỗ này nhà cũng đẹp. Đi chỗ nào khác khác là thấy đẹp à. Nhựa này họ cũng mới làm này cho nên cái màu đường nó còn đen. Dạo một vòng ở cái vùng này cho các bạn xem. Ở phía bên tay phải kia là cái dạng giống như park mình đó các bạn, mới xây dựng xong năm ngoái. Năm ngoái hay năm kia vậy ta, 2016. Hồi trước kia đây là một cái giống như một cái tháp park hay gì để gì đó. Xây lên thành cái park mình. Dùng này cũ rồi thì các bạn thấy cũng thấy dây điện dây đồ cũng chẳng chịt lắm, nhưng mà sao không hiểu sao họ không có thay đổi ta, hay là thay đổi tốn kém quá hay sao không ráng, tức là họ thay đổi thành điện âm rồi đó thì phải đào xới rồi lên, chắc họ không có thích. Nghĩ tới con đường phải tốn tiền mà nó vô ích á. Để giữ nguyên cái nét đó, khi nào mà thay được thì thay. Ở những cái vùng này đó các bạn, nhà cũ gì nè, nhưng mà có cái tuổi nhà đó, có cái tuổi nhà lên hơn cả trăm năm rồi đó nha. Có mấy người bạn của mình đó là trùng hãng cái nhà của người bạn mình đó, mình hỏi đó, tuổi nhà bao nhiêu đó là nó là hơn 100 tuổi rồi. Nhưng mà vẫn ok. Tức là ở ngoài á thì chúng ta thấy gạch ngói nó sẽ cái thiết kế của cái nhà là nó như kiểu cũ, và mẫu mã mái ngói rồi thì nó kiểu cũ, nhưng mà bên trong là họ thay đổi theo thời gian, dù 5 năm 7 năm vậy đó, họ sẽ sửa lại ở trong mới tinh, không khác gì bây giờ. Họ có thể nối phòng, có thể làm phòng ốc rồi lại.
nó là cái khuôn viên của cái nhà nó không thay đổi được, nhưng mà bên trong đó có thể sửa chữa thay đổi được các bạn. Ví dụ như là người mới về mà không muốn, không bỏ tiền ra một ít 5-70 ngàn vậy đó, phá hết phòng ốc lại, bắt đầu thiết kế lại theo cái ý của mình, theo phong thủy hay là theo ngẫu hứng của mình đó, thay đổi lại mấy phòng đó tùy. Bên này nữa mình thấy đặc biệt cái nhà gỗ, nhà bằng gỗ đó các bạn, họ sửa lại mới đẹp đó, 5 năm hay 10 năm mà nó lớp sơn rồi nó bị bóc ra đó, nó cũ nó đóng rong rêu á, người ta chà rửa lại bắt đầu người ta sơn lại là mới, nhìn cái nhà nó mới tinh lại luôn. Cái nhà gỗ có gì chứ sửa lại đẹp lắm, đẹp hơn cái nhà gạch. Mình thích màu gì thì mình sơn màu nấy luôn đó.